Mình là Tre Lá Đạt Thành đây. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình nha. Bộ sofa này vì sao lại có tên bonsai nhỉ? Bởi dưới ánh nắng mặt trời, bộ sofa xòe ra trông như bông hoa sen đua đỏ vậy đó. Thật đẹp đúng không các bạn? Chúng mình còn gọi vui là bộ sofa quốc dân bởi luôn nhận được lời khen và hình ảnh đẹp từ khách hàng. Mình sẽ gợi ý cho bạn cách xếp góc với bộ sofa bonsai này nhé. Cách thứ nhất, đây là mẫu xếp góc cho không gian vừa và lớn như phòng khách gia đình, sảnh chờ khách sạn, spa. Bộ sofa gồm một băng ghế dài, hai ghế đơn và một bàn tròn. Những ai yêu thích sự cầu kỳ, tỉ mỉ muốn xếp góc một không gian sang trọng độc đáo thì đừng bỏ qua bộ sofa may này nhé. Đường nét tinh xảo của chiếc ghế cộng thêm những chiếc gối nệm cao cấp chắc chắn sẽ làm nổi bật vẻ đẹp không gian của nhà bạn. Cách thứ hai, màu setup này sẽ đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhé. Bạn muốn trang trí theo phong cách tối giản tinh tế nhưng không gian nhỏ hẹp khiến bạn gặp khó khăn khi bày trí, vậy thì mẫu sofa này sẽ phù hợp với bạn đây. Bao gồm một ghế băng dài, hai ghế đôn và một bàn tròn. Mẫu sofa này không hề chiếm nhiều diện tích, bạn sẽ không phải mất thời gian suy tính đắn đo kích thước phù hợp với không gian của mình nữa. Được làm từ may tự nhiên trải qua nhiều quy trình xử lý khắt khe, bàn ghế may mang vẻ đẹp tinh xảo, chuẩn chỉnh từng đường dây mối nối và độ bền đạt 7 đến 10 năm. Những chiếc ghế đôn này ngoài làm ghế ngồi, bạn có thể tận dụng làm đôn gác chân hoặc bàn phụ thêm, rất tiện đúng không nào? Nếu bạn có nhu cầu tìm những sản phẩm nội thất may tre đang đẹp, sang trọng và độc đáo thì có thể đến trực tiếp showroom Tre Lá Đạt Thành để trải nghiệm sản phẩm nhé.